Hello, xin chào anh em nha, lại là mình Thiện đây. Trong cái video lần này á, chúng ta sẽ tiếp tục tới cái nội dung thứ tư, đó chính là nội dung đơn nữ nha anh em. Đó, để chúng ta hãy cùng xem là các vận động viên đang đánh kỹ vật gì, đã từng đánh kỹ vật gì nha. Thì mình nghĩ đây là một trong những cái nội dung mà anh em sẽ rất là quan tâm đây nè. Rồi, trước khi bắt đầu thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh với mình nha. Còn giờ thì bắt đầu thôi các bạn. Tay vợt đầu tiên mà Thiện muốn nói tới đó chính là tay du dinh, tay vợt người Đài Loan nha các bạn. Thì các bạn cũng có thể gọi theo tiếng Việt dịch ra cũng có nghĩa là Đới Tư Vĩnh. Thì cô gái này sinh năm 94, là tay vợt số 1 thế giới đơn nữ mà vận động viên Thùy Linh của chúng ta cũng rất là hâm mộ các bạn, idol luôn đó. Đó, thì lớn hơn Thùy Linh của chúng ta 3 tuổi. Thì cô gái này sinh năm 94 thì cũng là thuộc đang là đỉnh cao của sự nghiệp với các bạn. Thì các bạn thấy những cái tay vợt mà nó nằm ở cái độ tuổi mà từ 94 tới 97 nó hiện tại thì mình thấy là đang phong độ rất là tốt luôn, rất là cao luôn. Như kiểu như là Liza nè, rồi Yang Siwei nè, rồi Tay Du Vinh nè, những cái tay vợt mà trong cái độ tuổi này mình thấy đánh rất là hay luôn. Đó, rồi thì bây giờ chúng ta qua cái phần đầu tiên đi, đó chính là đang đánh cái vợt gì nha. Là một trong những cái tay vợt rất là xuất sắc của Đài Loan luôn á các bạn. Thì hiện tại thì Tay Du Vinh đang đánh cái cây Victor TKF Claw mà màu trắng á các bạn. Đó, thì các bạn có thể nhìn vào cái vợt đó đúng là kiểu là trắng nõn nà luôn á. Đó, điểm thêm trên đó là một chút những cái đường ren rất là mượt luôn. Đó, thì các bạn biết rồi đó, tay thì đó giờ là đánh chơi với Victor không à, không có chơi với hãng khác luôn. Mình nghe đâu là có một thời gian là Liên đoàn Cầu Lông Đài Loan á, là yêu cầu cô chuyển qua một cái hãng vợt khác á. Thì cô nghĩ là cô nói là sẽ không có chịu chuyển qua hãng nào khác. Đó, nếu mà không cho chơi Victor thì sẽ không có chơi hãng nào nữa. Mình nghe vậy thôi nè, chứ không biết có đúng hay không. Về cái cây TKFC của Tay Du Vinh đó các bạn, thì đây là một cây vợt rất là hot luôn trong một cái bộ ba TKF của Victor. Bộ ba này cũng đang rất là hot luôn các bạn. Đó, các bạn đố các bạn đó là bộ ba cây TKF nào, các bạn hãy comment xuống phía dưới cho mình biết nha. Rồi, thì về thông số của cái cây TKF á, TKFC á, thì đây là một cây vợt không quá nặng đầu. Điểm cân bằng nó cũng khoảng 300mm thôi. Thân cứng và cái mức swing của nó đó rơi vào khoảng 86kg trên 1cm vuông. Mình nghĩ cái thông số này á, nó rất là thích hợp cho một cây vợt đánh đơn các bạn. Đặc biệt là đơn nữ nữa. Ở Việt Nam đó các bạn, mình không thấy nhiều trang review về cái cây Victor TKFC, cũng như là không có nhiều bạn để đánh cái đó luôn á. Thực tế thì mình xem mấy cái trang review nè, rồi mấy cái nơi mà để anh em chia sẻ về kinh nghiệm vợt này kia, cũng hình như là chưa bao giờ thấy anh em review về cây này luôn. Đó, còn nếu mà anh em đã đánh rồi á, thì hãy comment xuống phía dưới cho mình biết nha, để mọi người cùng nhau tham khảo. Đó, rồi bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo đi, để xem là trước giờ thì tay đã đánh cây gì nha các bạn. Thì với Tay Du Vinh đó các bạn, mình sẽ nói từ năm 2017 nha. Tại vì nếu như mà nói trước đó nữa, 2016, 2015, 2014 thì nó sẽ rất là dài cái video và các bạn xem nó cũng sẽ dễ bị lan man nữa. Đó, thì từ năm 2017 á, là Tay đánh cái cây Victor TK7000S. Đó, thì thật ra thì cây này đánh, mình thấy là đánh từ năm 2016 rồi các bạn. Đó, cho tới năm 2017. Rồi tới tháng 11, 2017 á, là cô chuyển qua đánh cái cây Victor TKF. Mà cái cây vợt mà đang làm mưa làm gió luôn các bạn. Mình nhớ hình như là chuyển qua từ cái giải Đan Mạch mở rộng á. Đó, thì chơi với Victor TKF, cái cây màu xanh á, các bạn biết á, cây màu xanh á mà hình như là Liza cũng đang đánh cái cây đó đó. Đó, thì mình nghĩ là một trong những cái lý do mà để tay chuyển vợt á các bạn là do thành tích không có được tốt cho lắm. Tại vì mình để ý á, mình thấy á, là ở ba cái giải cuối cùng mà tay đánh cái cây 7000S á thì cũng đều thành tích không có tốt, có nghĩa là giải á thì bị loại ở tứ kết, giải á thì bị loại ở bán kết, còn giải thậm chí là không qua nổi vòng 16 nữa. Rồi đánh cái cây TKF đó các bạn, từ cái giải Đan Mạch mở rộng cho tới hết năm 2018 luôn, qua tới tháng 9 ở cái giải China Open á thì mới chuyển qua cái cây Victor TKFC mà nãy mình nói nha, cây full trắng á. Đó, thì đánh cái cây đó từ thời điểm đó cho tới hiện tại luôn. Các bạn có thể thấy á, đây là một trong những cái tay vợt trung thành với một hãng vợt và trung thành với một dòng vợt hiếm có luôn á. Nó chỉ có khi nào mà thành tích ở khoảng 3-4 giải gần á mà không tốt á thì cô ấy mới đổi vợt thôi. Từ đó có thể thấy suy ngược lại nha. Từ đó có thể thấy là Tay Du Vinh là một trong những cái tay vợt mà phong độ cực kỳ ổn định luôn các bạn.
Đó. À, mình nói thêm một cái là từ năm 2016 trở lại đây là cô luôn luôn duy trì cái top 1. Tuy có những cái thời điểm mà tay lọt ra khỏi top 1 xuống top 2 hoặc là xuống top 4 đi. Tuy nhiên thì cái thời điểm nó không có nhiều, nó chỉ khoảng vài ngày là cô lại lên lại à. Đó, không có rớt xuống quá sâu và cũng như là quá lâu để có thể mất nhiều thời gian để mà lên lại top 1. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc là một tay vợt đánh đơn mà tại sao mình lại nói là đã từng đánh với ai đúng không? Có lý do hết đó nha. Tại vì á, có thời điểm á, là Tai Du Jin đã từng đánh đôi nha các bạn, đôi nữ á. Thì cụ thể là từ là năm 2010 á, thì là Tai Du Jin là đánh đôi với lại Gia Trinh. Đó. Rồi năm 2011 á, là đánh đôi với lại House Ma. Đó, đôi nữ. Còn lại á, thì thời điểm những cái thời điểm khác trở đi á, 2011, 2012 trở đi á, thì không có đánh đôi nữ nữa, chỉ có đánh đôi nữ ở hai cái năm đó thôi. Còn lại là tập trung là đánh đơn nữ các bạn. Đó, thì đơn nữ các bạn đã biết rồi đó ha. Rồi, thì các bạn có để ý á, các bạn xem á, trong khoảng 3-4 năm trở lại đây á, mình thấy á, là một trong những cái gọi là đối thủ mà là kỳ rơ nhất của Tai Du Jin đó, đó chính là các bạn biết là ai không? Đó chính là Itanen. Đó, trong 17 lần gặp nhau từ năm 2017 trở lại đây thì Tai thắng 10 và Itanen thắng 7 các bạn. Đó, đó là mình tính từ cái thời điểm 2017 cho tới 2021 nha. Còn trước năm 2021 á, tỷ số đó là 7-7, mỗi người thắng 7 trận các bạn. Các bạn xem những cái trận mà hai tay vợt đã đánh đó các bạn, cực kỳ hay luôn và cực kỳ hấp dẫn luôn. Những cái trận mà Tai thắng á, thì không hề đơn giản đâu các bạn. Lúc nào đa phần là phải kéo qua tới 3 set và phải rất là vất vả thì Tai mới thắng được. Đó, cho nên là được thì các bạn lên mạng các bạn xem những cái trận đơn nữ của hai cái tay vợt này xem rất là đã luôn. Xong tay vợt số 1 thế giới nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái tay vợt số 2 thế giới đơn nữ. Các bạn biết là ai không? Đó chính là nhà vô địch Olympic vừa rồi á các bạn, Chen Yufei, người Trung Quốc. Đó, thì cô gái này còn trẻ các bạn, cũng rất là trẻ luôn. Đó, mới 23 tuổi thôi. Trong tương lai thì chắc chắn là còn sẽ phát triển nữa. Thì hiện tại á, Chen Yufei đang đánh cái cây Atrox 77 đỏ các bạn. Đó, một cây vợt rất là hot của UNES luôn. Thì cái này mình cũng đã làm review rất là kỹ rồi, cũng đã nói về những cái phần trước rồi. Tại vì Huân Gia Quân cũng đã từng đánh nè, Huân Đông Biên cũng đã từng đánh nè. Cho nên là các bạn bấm vào những cái video trước các bạn xem nha. Mình sẽ không có nói về cây vợt này. Đó, rồi thì chúng ta qua cái phần thứ hai đi. Đó chính là hãy cùng xem là Chen Yufei đã từng đánh cây vợt gì nha các bạn. Chắc chắn đó là những cây vợt Lightning rồi, đúng không? Nói tới Lightning á, thì mình sẽ cầm cây 4000C nói cho nó phù hợp nha các bạn. Đó, thì mình sẽ nói ở cái từ năm 2017. Tại vì Chen Yufei á các bạn, từ năm 2017 á, là mới bắt đầu có được cái thứ hạng cao. Còn trước đó là hầu như là cô lọt khỏi top 20 luôn. Đó, thì từ năm 2017 á, là Chen Yufei đánh cái cây Lightning N82i. Đó, đánh cũng rất là lâu nha, đánh từ năm 2017 qua tới năm 2018, rồi qua tới tháng 10, 2019 á, thì cô mới chuyển qua đánh cái cây Tectonic 7D. Đó, cái cây này hiện tại cũng đang rất là hot luôn và được nhiều anh em đánh luôn á các bạn. Đó, rồi đánh cái cây Tectonic 7D từ tháng 10, 2019 cho tới hết năm 2020 qua tới đầu của năm 2021 á, thì mới chuyển qua cây Atrox 77 đỏ. Thì thật ra các bạn thấy lâu vậy á, chứ năm 2020 đâu có bao nhiêu giải đâu, và năm 2021 cũng không có bao nhiêu giải hết trơn á. Cho nên là mình thấy là đánh cái cây 7D cũng được có vài giải rồi các bạn, là chuyển qua cái cây 77 đỏ rồi. Mình cũng chia sẻ với các bạn một chút về Chen Yufei á. Đó chính là mình từ hồi Olympic vừa rồi á, thì mình bắt đầu mình mới theo dõi nhiều về Chen Yufei các bạn. Trước đó thì mình chỉ coi Tai Du Jin, rồi Itanen với lại Kalona Marin không à. Chắc các bạn cũng vậy mà đúng không? Rồi, thì á, về cái tay vợt Chen Yufei này á, thì mình thấy đây là một trong những cái tay vợt phong độ cực kỳ tốt và rất là ổn định luôn các bạn. Nó cụ thể á, là từ năm 2017 nha, cho tới năm 2020 á, đầu năm 2017 á, là hạng 21, cho tới năm 2020 là leo lên được hạng nhất rồi. Đó, phong độ không có bị rớt hạng luôn. Nó lên từ từ mà leo lên á các bạn, tham dự một năm á, nhiều khi tham dự tới 17, 18 giải luôn á các bạn. Tuy nhiên thì trong cái năm 2021 này á, do là tình hình dịch bệnh của bên Trung Quốc á, các bạn cũng không có được đảm bảo á, cho nên là cổ chỉ tham dự được có một giải là ở Olympic vừa rồi à. Nó rồi cho nên là bị tụt xuống hạng thứ hai. Tai Du Jin lên hạng 1. Tai Du Jin trong năm 2021 này á, tham dự được tới 3-4 giải luôn các bạn, hai giải ở Thái Lan Open nè. Đó, rồi giải Olympic nữa nè. Đó. Đó cho nên là hiện tại thì Chen Yufei đang đứng hạng 2 ha. Rồi. Thì với Chen Yufei á, thì mình sẽ không có nói ở cái phần thứ ba là đã từng đánh với ai, tại vì
mình không có tìm được cái thông tin nào mà Chen Yufei đánh đôi hay là đánh cùng với ai hết đó các bạn. Cho nên là mình sẽ không có nói cái phần này và mình sẽ đi tới cái tay vợt hạng 3 thế giới người Nhật Bản. Các bạn biết là ai không? Đó chính là Nozomi Okuhara. Đó, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, sinh năm 1995, chỉ cao có 1m56 thôi các bạn, nhưng mà cực kỳ nhanh và cực kỳ khéo nha. Hiện tại á thì Okuhara các bạn đang ký hợp đồng với lại Mizuno. Thì cô đang đánh cái cây Mizuno Altius 01 Feel mà cái bản Special Edition đó các bạn. Đó, thì cái Mizuno mà các bạn biết mà đúng không? Đó, thì nó cũng là một cái hãng vợt cũng giống như là Yonex nè. Rất là nổi tiếng ở Nhật và nó rất là ngon luôn, những cái vợt của nó để các bạn thấy được thiết kế rất là đẹp. Và có một cái là nó rất là mắc nha. Mình không hiểu tại sao mà những cái vợt có khi 6 triệu, 7 triệu. Các bạn nhìn qua Yonex á, các bạn thấy cái cây mắc nhất cũng là cây Chamzet Kurenai mà đúng không? Nó mà mình thấy cây Mizuno á, dòng Mizuno á không thấy nhiều anh em phong trào đánh. Có nha, không phải là không có, nhưng mà kiểu như là nó không có phổ biến rộng rãi như là Landon hoặc là Yonex đó các bạn. Các bạn để ý các bạn thấy là hai cái dòng Yonex Landon á, cứ mà miễn thằng nào ra vừa có thông tin rục địch thôi là anh em đã bắt đầu nháo nhào rồi. Như cây 99 Rồ nè, hoặc là bữa là cái dòng 88D nè, DSD Rồ đó, hoặc là 100ZZ Kurenai nè, vừa mới có thông tin thôi là trước đó 3-4 tháng là anh em đã bắt đầu nháo nhào rồi. Đó, hàng vừa về cái là trên tay liền luôn. Đó, còn cái dòng Mizuno á, mình thấy là nó nhiều anh em thích là về mấy cái cây như là của mấy bộ đôi Asan CT1 từng đánh đó, như là mấy cây 10 Wood nè, 10 Bower rồi GBX 8.1, GBX Rồ gì đó. Đó, thì đa phần là anh em sẽ chú ý tới mấy cái cây đó. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại về thông số của cây 01 Feel SE đi. Thì đây là một cây vợt nhẹ đầu nha các bạn. Điểm cân bằng của nó khoảng 287mm thôi. Đó, mình tuy nhiên cái thông số mà cái nhà sản xuất đưa ra là nó không có đưa thông số cụ thể, nó chỉ nằm ngay giữa. Ở cái chấm nó nằm ngay giữa, ở hai cái điểm nặng đầu và nhẹ đầu thì nằm ngay giữa, và nó chỉ lệch chút xíu. Lệch chút xíu về cái điểm nặng đầu là cái chỗ heavy thôi các bạn. Đó, thì mà nhưng mà mình tham khảo ra thì nó là 287mm, mình không biết là có sai sót gì ở đây không. Không, mình không nghĩ là một tay vợt đơn nữ là đánh một cái vợt nó nhẹ đầu tới mức đó đâu các bạn. Đó, còn về cái độ cứng á, thì đây là một cái vợt thân cứng trung bình. Ba U á, thì nó sẽ cho khoảng 87,8g. Với Okuhara thì mình sẽ nói từ năm 2017 nha các bạn. Tại vì nói trước đó quá xa quá thì các bạn thể lại thấy nó lan man, video nó cũng sẽ dài nữa như hồi nãy á. Rồi thì mình cũng nói thêm á là năm 2015 á là Okuhara là đã lọt vào top 10 rồi các bạn, và từ thời điểm đó tới nay á là cô luôn duy trì thành tích trong top 10, có thời điểm là lên top 1 luôn nha, không phải đùa đâu. Đó, rồi năm 2017 á là Okuhara đánh với cây Mizuno Caliber REG các bạn. Caliber REG, các bạn nghe nó giống như là Caliber của thằng Lightning đó nha. Nghe giống giống như thằng Caliber, thằng Caliber. Đó, thì đánh cái cây Caliber Rack á từ năm 2017, hết năm 2017 nha, qua tới đầu năm 2018 á thì chuyển qua cái cây Altius Tour. Đó, tại vì lúc đầu á mình nhầm cái cây Altius Tour với cây Altius 01 Feel á các bạn, hai cây nhìn nó rất là giống nhau. Đó, cái cây Altius Feel mà cái bản trước á thì nó giống cái cây Altius Tour. Đó, nhưng mà nhìn kỹ cái hoa văn thì nó lại khác nhau. Đó, rồi đánh cái cây Altius Tour hết năm 2018, hết năm 2019 luôn. Qua tới năm 2020 á, thì chuyển qua cái cây nãy mình nói là cây Altius 01 Feel mà cái bản Special Edition á. Đó, đến tới thời điểm hiện tại luôn. Mặc dù là một vận động viên đơn nữ, chuyên đơn nữ, nhưng mà cô này cũng có thời gian là đánh đôi nữ với lại Hayakawa nè, đôi nam nữ với lại Seki nè. Tuy nhiên thì cũng đánh không có nhiều các bạn. Mình để ý, mình thấy là đa phần những cái vận động viên mà đánh đơn thì sẽ không có đánh những cái nội dung đôi nhiều. Mình nghĩ là do vấn đề thể lực. Ok, như vậy là Thiện vừa gửi đến anh em ba tay vợt đơn nữ mạnh nhất xếp hạng 1, 2, 3 rồi đúng không? Anh em có thể tham khảo đỡ buồn xem trong mùa dịch nha, không có được ra sân nè. Đó, còn hai tay vợt nữa ở hạng 4 và 5 thì mình sẽ gửi ở cái video tiếp theo ngay sau đây thôi, ở phần 2. Đó, thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video mới nha. Ok, cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.